Chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu với thông tin tình hình dịch Covid tại Bến Tre chiều ngày hôm nay ngày 3 tháng 8 năm 2021, bao gồm những nội dung như sau. Và trước khi bắt đầu thông tin chi tiết, các bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì ông Phạm Quang Phú tại Bến Tre làm nghề tự do là phụ hồ và hàng điện. Do dịch Covid-19 nên ông không có việc, gia đình ông có vợ và hai con nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi. Bố ông là 60 tuổi bị mất một chân, mẹ ông thường xuyên đau bệnh nên ông là lao động chính trong nhà. Thì hiện gia đình ông cũng hết sức khó khăn, ông đề nghị với cơ quan chức năng là xem xét hỗ trợ. Thì Sở Lao động Thương và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau. Thì Sở Lao động Thương và Xã hội tỉnh Bến Tre đã cử một bộ phận chuyên môn liên hệ trực tiếp với ông Phạm Quang Phú. Thì trường hợp của ông Phú là thuộc nhóm đối tượng không có giao kết hợp đồng lao động, gọi là lao động tự do. Thì theo quy định tại khoản 12.12 Nghị định số 68/NQ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Thì theo đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ cho các đối tượng này. Thì hiện nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bến Tre đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh dự thảo quyết định hỗ trợ các đối tượng nói trên, trong đó có người làm thuê, phụ hồ trong các lĩnh vực như hàng, sơn, mộc, sửa xe. Khi quyết định ký ban hành sẽ thông báo rộng rãi cho người dân được biết để kê khai theo quy định. Thì theo đó, đề nghị của ông Phú liên hệ với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội của huyện Châu Thành để được hướng dẫn cụ thể. Đối với trường hợp mà của ông cần phải xác minh, xác nhận của chính quyền địa phương nơi ông cư trú về công việc, việc làm của ông bị mất việc do dịch Covid-19. Thì tiếp theo một thông tin đó là Bến Tre sẽ điều tra vụ cháy rụi kho chứa hàng gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. Thì cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy kho hàng Hồng Nguyên chứa các vật dụng dễ cháy như giấy, tả lót và băng vệ sinh. Thì công an tỉnh Bến Tre cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy kho chứa hàng xảy ra vào tối ngày hôm qua ngày 2 tháng 8, ước tính thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. Vụ cháy vào khoảng 22 giờ ngày 2 tháng 8 tại kho hàng Hồng Nguyên, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre do bà Đinh Thị Hồng Nguyên làm chủ. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh Bến Tre đã điều động 5 xe chữa cháy, 4 xe chuyên dụng, 4 máy bơm chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Sau gần 2 giờ dập lửa, đám cháy đã được khống chế đến 4 giờ sáng ngày 3 tháng 8 và đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn kho chứa hàng và hàng hóa bên trong, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 7 tỷ đồng. Rất may là vụ cháy không có thiệt hại về người. Và thông tin tiếp theo cho chiều ngày hôm nay chính là thông tin về ca tử vong số 13 và số 14 tại Bến Tre. Thì theo thông tin từ bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, hai bệnh nhân mắc Covid-19 đã tử vong tại bệnh viện 2 tháng 8 và ngày 3 tháng 8. Đây là hai ca tử vong thứ 13 và thứ 14 tại tỉnh. Thì ca tử vong thứ 13 là nữ, sinh năm 1965, có địa chỉ tại phường 8, thành phố Bến Tre. Bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ngày 22 tháng 7, điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre. Bệnh nhân mệt, khó thở và được chuyển đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu chiều ngày 31 tháng 7. Mặc dù bệnh nhân đã được theo dõi sát triệu chứng, diễn biến của bệnh nhân đã được xử lý đặt nội khí quản, máy thở, điều trị kháng sinh corticosteroid, kháng đông dinh dưỡng, điều trị triệu chứng theo phác đồ của Bộ Y tế và điều trị bệnh nền kèm theo. Tuy nhiên, diễn biến bệnh diễn tiến nặng và tử vong lúc 12 giờ ngày 2 tháng 8. Chẩn đoán tử vong sau cùng là viêm phổi nguy kịch do SARS-CoV-2, tăng huyết áp, đái tháo đường và tăng men gan. Thì ca tử vong thứ 14 là nữ, sinh năm 1957 tại An Hòa Tây, huyện Ba Tri. Bệnh nhân sốt, ho, khó thở và được test coronavirus RT-PCR và dương tính và được điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền ngày 25 tháng 7 năm 2021. Bệnh nhân khó thở nhiều hơn và được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Mặc dù bệnh nhân đã được xử trí đặt nội khí quản, máy thở, điều trị kháng sinh corticosteroid liều cao, kháng đông, dinh dưỡng, điều trị các chứng theo phác đồ của Bộ Y tế, điều trị bệnh nền kèm theo. Tuy nhiên, bệnh nhân diễn tiến nặng dần và tử vong vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 3 tháng 8 ngày hôm nay. Chẩn đoán tử vong sau cùng là viêm phổi mức độ nguy kịch do SARS-CoV-2, suy tim, tăng huyết áp và đái tháo đường tiếp 2. Và một thông tin tiếp theo là Bến Tre vừa xử phạt một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về tình hình Covid-19. Thì theo đó, ngày hôm nay, Công an huyện Dòng Trôm đã phối hợp với Công an xã Bình Thành đã trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 7,5 triệu đồng với bà TTHN, sinh năm 1974, ngụ ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Dòng Trôm, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân
vi phạm điểm A khoản 1 điều 101 nghị định số 15/2020/ND-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020. Thì trước đó bà TTHN sử dụng tài khoản Zalo Facebook cá nhân phát trực tiếp livestream chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương và đăng thông tin cá nhân của người đang cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lên mạng xã hội. Việc làm của bà HN đã gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến gia đình người bị công khai thông tin. Thông tin tiếp theo là vào lúc 6 giờ 55 phút chiều ngày hôm qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, công an xã Sơn Phú, huyện Chợ Lách đã phát hiện 4 đối tượng có hành vi tụ tập ăn nhậu trên thùng xe tải có biển số là 17H00270 đang nhậu tại khu vực thuộc ấp Lân Tây, xã Phú Sơn. Thì các đối tượng gồm Trần Thế An sinh năm 1989, Trần Văn Hiệp sinh năm 1977 và Vũ Văn Tiến sinh năm 1988, Phạm Văn Bốn sinh năm 1979 cùng ngụ tại tỉnh Thái Bình. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đang đậu xe chờ mua cây giống thì tổ chức ăn nhậu. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến chiều ngày hôm nay ngày 3 tháng 8. Thì từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày 3 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới. Thì 2 ca được ghi nhận là Ba Tri là 1 ca ở Tân An, Tân Xuân. Ca thứ 2 là ở Chợ Lách, là ở Thanh Tân, Tân Thiền. 2 ca đều nằm trong khu cách ly. Tính đến nay là toàn tỉnh có 915 ca. Số ca tử vong trong ngày thêm 2 ca, cộng dồn là 14 ca. Số ca ra viện trong ngày hôm nay là 25 ca, cộng dồn ra viện là 220 ca. Mình cũng xin kết thúc bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.